Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình có một bộ phẩm từ Lazada nữa, đó chính là một chiếc đèn ngủ tự động, giá của nó là 10k nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp và review cho các bạn xem nha. Sản phẩm được chèn mút xốp để chống sốc rất là an toàn luôn các bạn, xốp rất là chu đáo nha. Còn đây chính là sản phẩm chúng ta. Đây. Đèn ngủ này có 4 màu nha các bạn. Của mình mua là màu cam. Cái nút ở giữa là cái cảm biến đó nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Đây. Khi chúng ta bật lên thì chỉ sáng được cái khu ổ điện thôi các bạn. Còn trong khu vực phòng thì không sáng cho mấy. Sản phẩm rẻ thì chất lượng như vậy thì cũng tốt lắm rồi. Và nếu các bạn thích video này thì để lại cho mình một đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới nhất của kênh mình nha. Tạm biệt tất cả các bạn.